Hello, chào mọi người. Mình là năm 2022, hôm nay mình đến ngôi nhà Maserati để chiêm ngưỡng chi tiết đánh giá về một chiếc Maserati Level T Attributo. Attributo là bản edition phiên bản giới hạn độc nhất ở thị trường Việt Nam, có cả hai phiên bản của Maserati Attributo Spia Edition gồm Ghibli Attributo và Levante Attributo. Với thiết kế thời nữ tay đua của người nước Ý vào năm 1958, lịch sử trong 73 năm có Maserati, xe đua thể thao Maserati 250F. Hiện tại đây trước là cái xe Maserati Levante Attributo là cây đinh ba nào có giá là 8 tỷ 470 triệu đó. Với đầu thiết kế nó giống như cái bản cho phèo đầu trông được vuông, cái vuông như cái tính cơ thể thiết kế dạng hầm hố mạnh mẽ nam tính hơn đó. Với logo cái đinh ba là 3D quá quen thuộc rồi, có lưới tản nhiệt và vạch đen bóng nhìn quá rất là đẹp luôn đó. Để full led cả cái phao cốt mặt pha nó có đánh chiếu tự động chiếu người hết, với cái cách tăng giảm xe độ cũng pha hết, với cái đèn sương mù khi vào đường, sương mù bên đường, sương mù này hốp gió nó có khép thoát gió đây đó. Để mình xem nào, đây là logo Attributo này, gương led này, chiếc mâm xe có năm chỗ đen mờ, cái vành xanh này có kích thước là 21 inch, con này vẫn là dài nặng 2 tấn. Led rồi xi nhan led này, cảnh báo đường mù gặp xe đằng sau và lên có thể đi qua sẽ đường mù, kêu là cam 360 hết. Cái viền cong vuốt đen bóng nhìn trông như cá tính nước mạnh mẽ nam tính hơn, hai nặng 2 tấn, đuôi chùa vuông rất là hầm hố quyến rũ, có thể trong giá vẻ thể thao cá tính nam tính hơn. Với cụm đèo OLED phanh lùi xi nhan đẹp, trông đẹp trắng xinh đẹp. Chứ 27 là nó có để một trắng đứa nhảy này thôi, để bóng phanh LED ANTV cá mập này, với độ ống xả thì tao kép đen mờ ống xả thể thao đen mờ kép đen gầm này, có 12 cảm 6 7 8 9, có 9 cảm biến trước sau, có thể mấy cái sao gì có thể sẽ nó cảm biến xung quanh xe thôi, nó không khác gì nhiều. Đuôi trông như giống như bản nó cho phèo, nhiều tính năng có dự kiến trước sau đây không? Đây là cho xem, không có nhìn không có cái khá gì khác với bản thường đó, không khác gì luôn. Quên bản các bản rồi, gặp hàng ghế thứ hai nó chở nhiều đồ chụp bay này, đi chơi đi phượt đuối luôn, ngồi nằm kệ hết, đi để bao nhiêu gôn đi gôn, đi xa đi chơi được phượt nên trong đồ thôi. Với có nóng điện là đặt sẽ nằm đây. Đấy chỉ bạn đời Felix thôi, nó quanh lít được hơn, được đến đạt 600 đến 700 lít, thu lít hơn đến 50-60 đến 70-80 lít. Đấy sử logo cái đinh ba Maserati màu xanh quá rất là đẹp. Đó. Và chúng ta đầu tiên đây chạm bộ khoa xe Maserati này, rồi chúng ta xem khoang động cơ đã, rồi là nát ra sao. Máy động cơ V6 là không khác gì bản SQ4 đó. Nó 3.0 lít V6 6 xi lanh, rồi là cái dung tích xi lanh hơn 3.100 3.487 cm khối, với công suất là 430 mã lực, mô xoắn đại 850 Nm, tốc độ tối đa 264 km/h, không trên 100 km/h, 6.4 giây. Nhưng không quá khác gì mình đây, cái tính 3 dẫn động vẫn được dẫn động hai cầu, nó không khác gì bản thường hay gì cả.
Để chúng ta thử hàng ghế sau. Bây chúng ta ngồi này. Hàng để chúng ta đóng cửa vào. Bộ khóa trung tâm. Đóng lên hạng số kính này. Ngồi sau quá rất thoải mái. Vì không khác gì với bản bản thường như vậy. Đó. Không có gì luôn. Ngồi vẫn rộng thoáng như này luôn. Đen móc chỗ đồ như thế để sách tài liệu ấy chỉnh gió sau bốn vùng đồ châm thuốc hai cục USB. Cái này nhiều cái nhăn nó quá rất đẹp luôn. Cái này khay để cốc này đồ này nếu không chúng ta không dùng được thì sẽ đóng vào nó. Ngồi giữa quá rất thoải mái. Thiết kế hạ thấp đài phù hợp cho cao người này. Với cửa sổ trời siêu phẩm Panama nhìn quá rất đẹp luôn. Ui, bốn cổ đồ chơi luôn. Thật chắc mị nữa. Tôi cũng cứ ngồi trước sau. Đối với phiên bản này, đối thủ của Levitev Ebchibuto là vẫn đối thủ của chiếc Porsche Cayenne của chiếc SUV thể thao hạng sang của Trung. Đây là đây. Nóng quá đây. Giờ này tấn luôn. Không có gì bản cũ gì cả. Để nó quá kiên tội bản thường rồi. Chẳng một khóa smart key. Đây cửa vẫn là cửa kính là không viền như này. Đó. Với phần tab bi ra cái vạch sen xanh khâu theo xanh và cam này. Và ốp sợi carbon này, nhôm bạc này. Với toàn của sự kính một chạm lên tự động khóa kính mở khóa trung tâm các chọn luôn chứ không có mở điện hết này. Vị trí ghế 2 này. Ghế chỉnh điện 12 hướng. Đó. Đây là cái phần trung tâm. Nhiều chức năng bật đèn tự động ra tự động. Chúng ta đứng vào. Chúng ta ngồi. Đây phần logo thay mắt xe thì quá quen thuộc các dòng xe rồi. Đó vào. Vô lăng chỉnh điện bốn hướng á. Bịt đèn tự động ra tự động. Vô lăng tròn ba chấu tròn vo quá rất là đẹp. Bằng da hết luôn. Lệ số tay cho vô lăng này. Các Google show rượu ga tự động trên đèn tablo cách va chạm này, đổ đèo này, tăng giảm chuyển bánh mút thì đến nói tiếng trên mình cảm ứng to hơn to luôn. Mấy phim có nghe giao diện Bluetooth, Navi EM, cả đặt CarPlay Android hết. Với có cam 360 trong màn hình hết luôn. Cửa gió điều hòa 4 vùng tự động sấy kinh trước sau sửa ấm làm mát hết. Sửa ấm làm mát ghế. Hộp số là 8 cấp trước 26 nó cong tròn thôi. 27-26 nó cong tròn như này thôi. Ốp sợi carbon nhìn quá thì giống như bản cho phèo như này. Với là khay để cấp châm thuốc này. Hôm nay nó có để đồ sâu rộng quá nhìn rộng luôn. Có hai cổng USB châm thuốc này. Đấy. 8 cấp hệ thống soát chống trượt. Alright, đi đường xấu các đường xấu mưa tuyết đường bùn lầy đá này. Này đi AC tuyết mưa thôi cho độ thể thao đi đạp phát dính lưng cái giảm sốc xe này. Các nút di chuyển cho nó trên mình cảm ứng này. Với đồ này đồ số lượng đây có hay để cấp nhảy luôn của up on này. Đây ốp viền mạng ốp sợi carbon này ngăn trao đổi sách tài liệu. Với đồng hồ của Maserati là nhìn trông quá các dòng thuộc các dòng xe rồi, kể vô lăng thuộc các dòng xe rồi. Với có gương chống chói này, đèn sơn trần nắng. Với là cái trần lộn này, trần da lộn nó kiểu là Alcantara luôn. Xe này nó trang bị hơn là loại Hammond Cadden 1-2 4 này 6-7-9 hơn 15 loa Hammond Cadden túi khí hơn 8-4 mất số bị nát 10 túi khí đó rồi. Về đây ghế logo có Ebchibuto này khâu theo cái xanh và cam này nó dưng tràn ra nội đục
cái thể thao trông như nhăn như này luôn, thông hơi đục lỗ đó, rồi nhìn rất là thích luôn. Mùa rất là thoáng, đất đai với người dân như bản thường thôi, không có cái gì nhiều. Tôi cái cảm giác về cái chuyện Levante nó là thiên hướng về thể thao, cảm giác là thể thao rồi. Như cái Levante bản F Tributo là chưa có cái kỳ hit như thế luôn, tất cả dòng xe thể thao đó đều không có kỳ hit. Chỉ phiên bản cái dòng xe sang như X5 Luxury Line GLE Class có kỳ hit thôi. Cần chiếc Maserati Levante nó là dòng xe thể thao của cây đinh 3 rồi. Levante F Tributo là xe cây đinh 3 là xe thể thao rồi. Ra sợ gì? Chỗ nặng hơn. Cái tiếng nổ máy nó bô cái thể thao hơn. Cái đồ tốc độ nhìn trông như cái thể thao vuông, cái cá tính hầm hố mạnh mẽ. Với chút form 2016 là khác tắp lô. Với khác số nó nhảy, khác màn hình nữa. Levante là có cho phèo đó. Tắp lô logo cho phèo đấy. Cái có logo cho phèo. Sau hàng có logo cho phèo thôi. Đấy. Với có công suất là 3.8 V8 580 mã lực đó. Tôi sẽ mình sẽ tạm dừng video, quay video nhanh đây thôi. Cảm ơn mọi người subscribe, đăng ký like kênh YouTube cho mình nhá. Rồi xin chào mọi người.